Có phải tập không hay là hút mỡ mà thân hình lại bèo nhèo như vậy? Chắc chắn là nhiều người sẽ không tin đây là thành quả của tập luyện, mặc dù thấy rất là nhiều video anh này khổ luyện, bởi vì họ nghĩ rằng da thừa nhiều thế kia chỉ có đi hút mỡ thôi, chứ tập luyện nó sẽ co lại dần. Cũng không ít người bảo là họ hơn 100kg và sau một thời gian nỗ lực cũng giảm xuống mà không có da thừa. Nhưng mọi người phải biết là anh này hơn 200kg, nên số lượng mỡ nhiều hơn người một tạ rất là nhiều. Và quan trọng hơn đó là nếu chúng ta tập quá gấp thì dẫn tới da thừa là điều bình thường nha. Tuy nhiên liệu anh này có hút mỡ để can thiệp hay không thì mọi người hãy cùng bình luận nha.